Chào anh em, bữa nay mình chia sẻ với anh em là một cái vấn đề mình gặp phải và mình thấy nó khá là bị rối nhá, nó rối đường dây được khá nhiều anh em. Một số anh em mình những một hệ với anh em sử dụng với như một cái sạc hoặc là một cái thiết bị, ví dụ như là một cái inverter này, và cái inverter này, ví dụ như là inverter, đó. Cái kích điện thôi anh em, và anh em sử dụng thêm một con sun, 1000W. Và anh em cấp những cái thiết bị ví dụ như ngoại vi như của mình như này, ví dụ như là cái như thế này mình đang cấp, mình báo cái vôn kia nhé, đây ví dụ cái vôn như thế này đó, và nhiều thiết bị khác, một số thiết bị khác khác nữa ấy, thì anh em đi dây từ cái nguồn pin của mình ấy, nguồn nguồn pin đấy, nguồn pin 1650 của mình ấy, thì nguồn pin dây to đây thì mình phải đi rất là nhiều dây để câu cho từng thiết bị một, ví dụ như là đây một cái dây này mình đi ra con sạc, thế lại thêm một đường dây nữa thì đi vào cái inverter, lại lại thêm một đường dây nữa lại đi vào con sun 1000W, một đường dây nữa đi vào những cái mạch báo vôn mà hay những cái mạch hạ áp như này, và một số những cái mạch mình cần thiết nữa, thì mình thấy nó quá là vướng víu, nhưng quá nhiều dây từ đây câu ra, từ đây câu ra, quá nhiều dây mà mình đã làm đầu cốt như này rồi nhưng mà mình thấy nó rất rắc rối, và mình cũng đã làm thêm một cái kiểu như này anh em nhìn này, anh em nhìn nha, đây mình đã bấm cốt rỗng này, đầu này mình hàn cốt tròn này và như thế này đấy, để mình câu từ bên này từ đây sau này, xong tiếp tục sau này anh em nhìn này, đây nhưng mình thấy nó vẫn không khả thi, mà vẫn không được gọn gàng, nó không được tinh tế lắm, và điều quan trọng nữa là nó không được đồ dòng, không được ok này, bởi vì nó liên quan đến cái dòng dòng sạc của mình này đến tầm 42, và cái dòng của khi mình dùng sun này thì nó không bao nhiêu, nhưng khi dùng kích điện này thì nó phải dây to như này nha, thì mình cần phải cái đường dây nó phải to, mình mà đi chung một đường dây như này và mình kẹp cái cốt rỗng này thì nó không đủ nhiệt để nó đổ dòng và nó cũng không ổn, và dây nó rất là nhiều. Thì bữa nay mình đã ngồi mình ngâm cứu ra một cái cốt DIY anh em nhé, đủ anh em đổ đến tầm khoảng 300 a, mình khẳng định anh em có thể đổ được 300 a và cực kỳ là an toàn và cực kỳ đẹp. Mình thấy mình làm như vậy là cực kỳ đẹp và chắc chắn, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cách anh em làm nhé. Thì đây thì cái mình đã làm xong rồi thì mình chỉ chia sẻ cách mình làm thôi để anh em có thể nhìn qua để em biết nào. Thứ nhất là anh em chuẩn bị cho mình là một cái lá đồng như thế này đó, lá đồng như này anh em nhé, anh em nhìn nhá, lá đồng này anh em có thể mua từ những cái ống đồng điều hòa, cho anh em cắt ra, anh em tán nó ra cho nó mỏng ra như này, cho nó to như này, từ những cái ống này, từ những cái ống như này đó, anh em có thể hàn chọc chồng lên hai cái ống vào thì nó dày hơn, nó chắc hơn. Đấy, mình chỉ cần một cái này thôi, và một cái ống như này tùy theo anh em có cần ống như này hoặc anh em đi dây nhỏ thì anh em cho cái ống nhỏ hơn, lý do là làm đầu cốt đấy, anh em có thể mua đầu cốt đó, anh em có thể mua đầu cốt, nhưng mình đã trước mình đã mua đây. Khá là nhạt, khá nhiều chỗ đây. Ví dụ như cái cốt tạm như con này mình đã mua, mình làm thì mình sẽ không cần được cốt này đâu, nhưng mà cái này của mình thì mình sử dụng, mình đi dây là dây mà 30 năm nên là mình cần cái độ cốt to này, chứ mình mua cốt cũng được, nhưng mà thôi mình có thể DIY được thì mình cứ mình làm để bớt được chi phí anh em đấy nhá. Đó, thứ nhất là một cái lá đồng này, một cái ống ống này hoặc là cái cốt. Đấy, thứ hai anh em có thể sử dụng cho mình nhỉ, cái này anh em nhìn biết ở đâu ra không? Cái này là nó ở trong những cầu domino, giữ đây những cái cầu domino này anh em nhìn này đó. Đó, mình có thể lấy từng thanh này ra rồi, và anh em cũng có thể mua cái, anh em đi nhiều đi 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 nhiều đường ấy, anh em có thể mua cái lược nhá, cái lược đồng này anh em có thể bắt ở dưới này rồi anh em chọc vào, anh em đi một dây vào đây thì nó sẽ dùng một một cái đầu pha như này, bốn áp như thế này, thì anh em đi được một nhánh, một đường dây ra đây, thì anh em có thể cắm cái
được này vào thì anh em có thể ra được bốn đường đây rồi, bốn đường này át mặt riêng đó, con đầu riêng. Nhưng mà cách làm của mình thì như thế này, làm của mình như thế này nhé. Đó anh em nhìn này, mình đã làm xong rồi nhé, đây anh em thấy chưa, đó cực kỳ dày em nhìn nhá, cực kỳ dày luôn, rất là dày. Thì đây là cái cốt thì mình đã đi ngoài từ cái ống này, từ cái ống này anh em thấy chưa. Dĩ nhiên rồi, đây của mình cũng cũng làm như vậy rồi, mình đánh máy máy mài mình cắt đấy, để cho nó chịu được cái dòng của mình đổ và chịu được khoảng 40 ai. Thì ở đây cái đường dây này là dây mờ này, mờ 25 anh em nhìn, G25 thì mình đi từ từ cái khối pin của mình ra ở dưới này ấy, thì nó vẫn cái áp này thì mình làm cái áp tổng thì nó là 100A thoải mái, ok mình đủ sửa sức để mình sử dụng cái tờ mình 3 ký đó, 3 ký. Và đây đây là anh em nhìn kỹ nhá, khi mình hàn cái dây mờ 35 từ cái điểm vào đây và làm cốt ngắn từ đây đây, anh em nhìn này, mình bắt từ đây đó vào đây đó vào đây đó. Mình sẽ làm hai cái này anh em nhé, hai cái, một mỗi một nhánh này là một dây như thế này đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt thử cho anh em coi. Anh em thấy nó cực kỳ là đẹp, vừa thứ nhất là đẹp, thứ hai là rất là tiện đó. Đó mình sẽ làm hai cái bởi vì như thế này thì anh em thấy không, nó mình chỉ cần đi một dây duy nhất thôi, một dây duy nhất thôi, mà vẫn chịu được cái điều quan trọng ở cái DC và điều quan trọng ở inverter, và mình bổ sung cho con su của mình ấy, thì điểm này là điểm trung tâm, nó cần cái dây to và dây M35 là ok, và cái miếng lá đồng này đủ dày đủ tầm khoảng, nếu mà mũ lá đồng được không tầm khoảng 400A, 300A anh em nhé. Còn những cái điểm tiếp điểm này này mình làm nó cực kỳ dày nên là thoải mái đủ sức 100A ok đó. Thì mỗi một một nhánh này mình bắt một, ví dụ một ấy mình bắt như này, anh em có thể sử dụng một cái này để dùng dùng một áp thôi, ví dụ anh em đóng đóng cắt điểm âm hoặc là dương tùy anh em, ví dụ như là mình sử dụng như thế này một cái duy nhất như thế này đó, bắt vào đây, bắt vào đây một điểm áp đó, một điểm áp. Nhưng mà sau này mình làm hai cái như thế này, một bên âm và một bên dương, chỉ đi một dây duy nhất như này thôi anh em. Đây này cái đường dây này âm vào đây dương sang bên cạnh là bốn bốn áp âm và bốn áp dương là 8 cái. Anh em có thể mua là cái loại 4P, mà cái áp ấy là nó khá là rẻ thôi anh em, không giá không cao đâu, với những cái dòng áp ấy thì nó mới đắt thôi đó. Và khi anh em làm cái này rồi ấy, thì nó sẽ gọn hơn anh em thấy không, nó sẽ rất là gọn, chỉ một dây đây vào đây, một dây vào đây đó. Và anh em cũng không nhất thiết phải cứ phải làm như của mình là 4P như này, bởi vì anh em có nhiều thì anh em làm nó 5 6 7 8, anh em có ít ý, thì anh em có thể làm 1 2. Đấy cái này là tùy, nhưng mà dĩ nhiên là hai cái thì không cần thiết, bởi vì nó phải cần, ví dụ như cần như mình nhỉ, cần 4 4 cái hay là 5 cái thì mình mới cần làm nhiều như thế này. Chứ còn như anh em 1 2 cái thì không cần thiết đâu, anh em chỉ cần đi một cái dây như này là xong thôi. Thì bởi vì là lý do là mình bắt buộc mình ngồi mình ngâm cứu. Mình ngồi mình ngâm cứu làm sao để cho nó gọn, làm sao nó gọn nhất và nó ok nhất, đảm bảo nhất. Chứ anh em nhìn này, các đầu cốt rỗng này, cầu bấm mà hàn này, nhưng mà cái dây như thế này thì nó sẽ không đi được, nó sẽ rất là nhiều anh em nhỉ. Đây là một cái này, và đây một cái này, xong lại cái áp thứ hai này một cái nữa này, xong bên âm diên dương nữa, nó rất là nhiều dây, mình thấy nó khá nhức đầu. Mình nhiều dây quá nó bắt buộc là mình ngồi mình nghĩ ra mình làm như này, bởi vì là thời gian ở đây mình không có thời gian, không có thời gian nào. Bây giờ mình đang quay video bây giờ này đã 12 giờ đêm anh em, muộn rồi đấy, ngồi bắt đầu ngồi thư giãn giải trí tí rồi tiện tranh thủ làm này tí ngủ muộn chút rồi chia sẻ với anh em, quay luôn cái video chia sẻ anh em luôn. Em nhìn này, ở đây này thì đầu cốt anh em nhìn này, đây em nhìn nhá, đầu cốt có cái bấm kiếp nhưng mà mình thấy nó không còn thua, nó không còn thua đâu, không không chắc chắn bằng cái này mình đâu, không không thể chắc như này mình làm như này được. Đó. Thì anh em
Ví dụ như là anh em có một hệ bình 24 hoặc 48 gì đó, rồi anh em cần đi rất là nhiều, anh chia ra nhiều nhánh, thì anh em cho cái dây đầu tiên như này, như mình đây. Mình xin chia sẻ thêm lại dây M35 vào đây, là một âm này, dương này, M35 vào đây. Đây là bắt đầu anh em chia đi bao nhiêu đường cũng được, bởi vì là cái gốc của mình như này, cái gốc của dây chính chính của mình này, chia này nó đủ sức để nó chịu được mấy mấy đường tải, ví dụ như là con sằn này, con sun, con sằn này đó, nó cần đổ lên tầm khoảng 500W đổ về thì nó tầm khoảng là 2-3 mA gì đó. Thì cái sạc này thì ban ngày ấy, thì mình sạc thì vừa sạc này xong này dây sạc xuống này, sau này vừa kích ra này, thì cái dây ở đây nó đủ to này, nó đủ đủ chịu được vừa ra vừa vào đó, để nó gánh được nhau. Và mình ví dụ mình còn làm thêm một cái tác vụ gì đó về cấp cái đó nữa, thì cái dây này nó còn chịu đựng được. Ví dụ như cái dây này thì nó nhỏ quá không chịu được anh em, và mình chủ yếu là nó bớt cái đi, nói hơi bị dài dòng ấy, nhưng mà chủ yếu là nó bớt đi, nó gọn gàng hơn và nó an toàn hơn anh em đó. Nếu anh em có làm thì mình chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em, rất là dễ anh em.